Đây, nay hơi nấu gà hầm sả ăn kèm với bún rất là ngon. Gà hầm sả đây. Gà hầm sả thì có đồ bổi là củ cải, đu đủ và là mướp với nấm và sả cây đập dập. Mình hầm với nước dừa nữa nha, cho nó ngọt nước. Với mình có ướp một miếng rượu trắng, rượu để rượu nấu ăn á cả nhà. Mua rượu của Hàn Quốc á, rất là thơm. Đây, gà đây. Nước nó sôi quá rồi, giờ mình bỏ rau vô mình trụng ăn. Cái này ăn với bún cả nhà, với nước mắm ớt nữa nè. Mời cả nhà mình dùng nha. Cái món gà hầm sả này mình ăn với nước mắm ớt này rất là ngon nha cả nhà. Đó, cay nó đã. Rồi với rau muống nè, bún nè. Nhà nhìn thấy hấp dẫn không? Đây, gà đây. Mời cả nhà mình dùng với em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây, lẩu gà hầm sả đây.